Xin chào mọi người, thì hôm nay thì mình xin chia sẻ kinh nghiệm của mình tham gia thi lấy chứng chỉ AWS. Thì trong video này thì mình sẽ chia sẻ kinh nghiệm, đây là phần 1. Thì video này mình sẽ chia sẻ ba chứng chỉ, đó là Cloud Practitioner, Solution Architect và System Operations Administrator. Thì trong ba cái chứng chỉ này nè, thì hai chứng chỉ đầu là thuần lý thuyết, còn chứng chỉ thứ ba này sẽ là một chứng chỉ mà đòi hỏi chúng ta phải làm lý thuyết và thực hành, và thời gian thi của chứng chỉ System of Administrator này là thời gian tương đương với lại một cái chứng chỉ của Professional. Thì chứng chỉ này thời gian kéo dài khoảng hơn 3 tiếng, 220 phút. Rồi, mình sẽ đi vô luôn, đi thẳng vào vấn đề luôn, là một số tips và tricks mình nghĩ là sẽ giúp được mọi người. Thì thứ nhất đó là khi mà mình tham gia đăng ký thi á, thì nó sẽ có một cái vụ sẽ có một cái phần là áp dụng cái voucher hoặc promotion code. Thì với những bạn mà tham gia kỳ thi đầu, có thể là Cloud Practitioner, thì lên chứng chỉ đầu thì mình nên tham gia một số cái challenge, và trong những cái challenge này thường thì mình có được ít nhất một cái discount là khoảng 50%. Rồi sau khi mà mình đạt được cái chứng chỉ đầu này rồi á, thì khi mà những cái cuộc thi, những cái chứng chỉ thi tiếp theo á, thì mình sẽ sau khi mình đạt rồi thì mình sẽ luôn luôn có thêm một cái mã nữa để mình, tức là mã giảm giá 50% cho những cuộc thi tiếp theo, nên là nói chung là tối thiểu mình sẽ được discount khoảng 50%. Rồi sau đó thì nếu mà bạn có thể một số resource khác, như là mình tham gia của công ty hay một diện nào đó, thì thường là mình sẽ có thể discount nhiều hơn, có thể lên tới 100% chẳng hạn. Rồi thì tiếp theo cái tip số 2 á, đó là cái tip mà lúc mà mình tham gia thi, nếu mà mình không phải là người bản ngữ, nói tiếng Anh là người bản ngữ á, thì mình có thể vào cái mục mà Request Exams Accommodation này, thì nó có thể giúp bạn có thêm được khoảng 30 phút nữa trong mỗi kỳ thi. Ví dụ như là một kỳ thi mà kéo dài 60 phút đi, thì khi mà bạn request này thì bạn sẽ có 90 phút. Đó là tip số 2. Tip số 3 của mình ở đây mình muốn chia sẻ, đó là cái việc mà tham gia các kỳ thi của AWS á, thì trong cái phút, trong cái ngày 1 đến 2 ngày cuối trước khi mà mình tham gia kỳ thi á, thì mình nên tham gia, mình nên coi cái một số question của cái kỳ thi là free scam hoặc là exam topic. Thì free scam và exam topic là gì, mình sẽ coi coi đây nè, thì nó update luôn luôn update, là mình mới search gần đây thì nó update là ngày hôm nay, thì mình search là nó update đến ngày 21 tháng 2 năm 2022. Nhưng mọi người có thể lấy comment ở đây là người ta có thể nói là 45 trên 50 câu hỏi trong cái kỳ thi là nó được ra trong đây. Nhưng mà thực sự thì đó chắc có thể là bạn này khá là may mắn trong cái kỳ thi này, chắc là khi mà bạn này vừa thi xong thì có cái đội ngũ nào đó trong team này nó lại làm ra cái bộ đề này, nên là trúng khá là nhiều. Tuy nhiên thì theo kinh nghiệm bản thân mình á, thì thường nó trúng khoảng cho các kỳ thi á, thì thường trúng khoảng 50%, thì khoảng 50%, và 50% này thì không hẳn là nó sẽ giống y chang đâu, mà có thể là nó sẽ chỉnh sửa lại, tức là chỉnh sửa câu lại theo một cách nói khác, nhưng mà nội dung chính bên trong thì là vẫn như vậy. Thì mọi người nên chú ý là làm sao để mình, khi mà mình làm cái câu hỏi này, mình đừng có học thuộc lòng, mà là chúng là mình cũng sẽ phải phải đọc hiểu câu hỏi và hiểu câu trả lời. Và có một phần nữa chú ý là trong cái free scam và exam topic này nè, mọi người mà khi mà mình coi cái bộ đề đây, là mình giải đề á, thì đôi khi cái đề mà đáp án của cái trang này nó đưa ra nó không có chính xác. Thì chính vì vậy mình phải view comment, mình phải sau khi mình trả lời câu hỏi á, thì mình sẽ thấy được là cái câu hỏi nào mà được vote nhiều nhất, thì có thể đôi khi nó sẽ sai với lại khác với lại đáp án của cái đề của người đưa ra cái exam này đưa ra. Thì lúc đó mình phải đọc và hiểu. Và theo mình á, thì mình thường là lúc tại lúc này thì mình sẽ có kinh nghiệm của bản thân rồi, thì mình sẽ lựa chọn những cái câu đó, thì mình lựa chọn cho cái đáp án của mình sau khi mình hiểu kỹ. Và khi mà đề trong đề thi thực sự mà mình gặp lại thì mình lựa chọn theo cái mà mình hiểu, chứ không phải là dựa theo đáp án trong cuộc thi này mà người ta đưa ra. Đó là tip thứ ba, thì luôn luôn mình sẽ được 50% câu hỏi, đúng không? Vậy thì câu hỏi mà mọi người thường là đặt ra tiếp theo đó là, vậy thì làm sao mình đạt 50% còn lại? Thì 50% còn lại á, thì chắc chắn là mình phải tự học thôi, không có gì mà không có thể có con đường tắt nào khác hơn nữa được. Mình vừa được giảm giá tiền, mình vừa được tăng thời gian, và mình đã được 50% câu hỏi trước rồi, 50% còn lại thì bắt buộc mình phải học. Thì mình học từ rất là nhiều resource khác nhau, thì mình có, mọi người mình có viết lại thành một cái chia sẻ của mình ở trang blog cá nhân của mình, mọi người có thể vào xem.
Rồi, và kinh nghiệm bản thân mình á, thì khi mà mình ôn thi á, thì mình nên học về mặt lý thuyết nha, mình chỉ lấy một khóa học thôi. Có thể rất là nhiều khóa học từ Wislab là từ Cloud Guru là từ Cloud Academy là từ AWS Academy là thì đó rất là nhiều khóa học và khóa học nào cũng rất là đầy đủ, rất là chi tiết. Nhưng mà thời gian học thì cũng sẽ tốn rất là nhiều và nó rất là rộng nên là mình không thể học hết tất cả được, thì mình chọn một trong những số đó là được rồi và bạn sẽ coi lý thuyết trên một trong những số đó nha. Sau khi mình coi xong rồi á thì còn điều quan trọng nhất tiếp theo đó là mình phải làm cái test luôn, mình phải làm cái test thực hành trong các cái khóa học đó, luôn luôn có sample test cho bạn hoặc là mình có thể mua một số cái course một số khóa khác chuyên để giải đề thôi thì mình do được test, thì lúc mà làm test đó, thì nó sẽ có đáp án và đáp án nào mà mình chưa biết đó, thì mình ráng mà mở AWS document lên mình đọc, tại vì nó update liên tục thôi, thì cứ lên AWS document đọc hoặc là Google đọc thêm, cứ do được test và reading. Rồi tiếp theo là trong quá trình mình làm việc đó, thì mình nên self note lại, thì để khi nào mà trước khi mình ôn tập thì mình mang ra, thì đây là một số cái self note của mình, ví dụ như là lúc mà mình giải đề Cloud Guru chẳng hạn đi, đây là một cái hình là giải đề Cloud Guru của mình, thì khi mà mình ôn lý thuyết đó, thì mình thường nốt lại như này đó, mình nốt lại là AWS config là gì nè, taxi name alias là gì nè, đó mình tự tìm hiểu, mình tự nốt lại đó. Trong các giải đề đó, thì mỗi lần những cái đề đầu tiên đó, thì thường nó rất là khó và mình phải nốt rất là nhiều kiến thức mới, nhưng mà sau khi mình khi một vài chứng chỉ xong rồi về làm một vài đề thì càng ngày nó càng ngắn hơn, mà kiến thức trong mỗi đề nó sẽ càng ít lại, những kiến thức mới nó càng ít lại, thì mình làm dần dần thì nó cũng nhanh hơn, mình cảm thấy đỡ vất vả hơn. Và cái thứ hai nữa là khi làm lab, thì là kinh nghiệm của mình làm lab tí hồi mình sẽ chia sẻ cho các bạn là cái video, thì như mình nói là cái hai chứng chỉ đầu nha là Cloud Practitioner, hai chứng chỉ đầu là Cloud Practitioner và Solution Architecture, thì thậm chí bạn không cần làm lab gì hết thì bạn có thể đậu. Nhưng mà cái chứng chỉ cuối cái chứng chỉ thứ ba là chứng chỉ system chứng chỉ thứ ba là chứng chỉ system operation này nè, thì chắc chắn mình phải làm thì mình mới biết được, thì mình mới có thể mình có thể làm thì mình mới có thể thể pass được cái cuộc thi này, thì kỳ thi này. Thì trong quá trình mình làm thì thường trong cái lab này nè, mình một cái nốt với mọi người là sau khi mà mình kể cả mình làm video hoặc là mình làm cái gì đó, thì làm cái lab này mình thực hành xong thì những cái lab mà mình cảm thấy quan trọng thì mình phải nốt lại một số cái hình ảnh của đó để mình làm quen với lại cái AWS Management Console. Và khi mà mình nốt lại này, thì khi mà như bản thân mình thì mình luôn luôn làm lab thì mình có record lại video mà, và trước trong mỗi cái video của mình thì khoảng 3 5 phút đầu là mình sẽ nói tổng quan cái lab đó làm gì. Rồi sau khi mình nắm được cái tổng quan lab đó làm gì và mình nốt một số cái giao diện quan trọng á, mình có nốt lại giao diện quan trọng á, thì lúc sau lúc mà trước khi kỳ thi ôn thì mình chỉ cần coi lại khoảng 3 5 phút đầu tiên của video, đồng thời coi lại cái notes của chính bản thân mình thì mình đã sẵn sàng đi thi rồi. Đó là kinh nghiệm của bản thân mình. Rồi thì cái phần tiếp theo mà mình có thể support mọi người đó là gì? Đó là hệ thống video của mình. Thì mình có làm một cái kênh YouTube, thì đây là một cái series video của mình có AWS certification thì mình mới mới làm video thôi. Thì hệ thống của mình là gồm có mình mới update của 3 kỳ thi, thì tương lai thì mình có thể up nhiều hơn, và mình sẽ hệ thống kiến thức như sau. Đầu tiên đó là mình sẽ có các khóa học về Cloud Practitioner, thì khóa học Cloud Practitioner này á là đây đây là khóa học Cloud Practitioner, thì là nó không mình không nói về lý thuyết, thì khóa học này khá đơn giản ha, mọi người có thể tự ôn rất là đơn giản. Rồi mình sẽ nói về về 6 cái lab thực hành này, thì để mình vận dụng kiến thức, mình hiểu kiến thức hơn thôi, thì 6 lab thực hành này là mình ôn cái này nhưng mà nó xài cho cả cái kỳ thi về system operation luôn, mình cũng cần ôn lại của cái practitioner này. Mình để đây là 6 cái lab practitioner, mọi người có thể vào xem, thì mình đang tóm tắt ngắn gọn lại một cái lab nó khoảng tầm 10 đến 12 phút thôi, tại vì đây là cái khóa học đơn giản thì cái lab nó cũng sẽ đơn giản hơn và làm nhanh hơn. Tiếp theo là Solution Architecture, thì mình có một series 3 đề để giải đề, thì mình sẽ cố gắng giải những cái đề từ 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 Cloud Guru và từ Wislab, và mình có giải đề từ từ Wislab, bởi như đây là mình giải đề từ Wislab và một số cái câu hỏi dumb question thì mình không có giải thích, nhưng mà mình sẽ có đáp án đúng. Còn 3 cái đề này thì mình sẽ giải thích từng câu một chi tiết hơn trong cái kỳ thi Solution Architecture. Tiếp theo đến System Ops, thì đụng đến cái phần lab làm khá nhiều, thì mình có series của System Ops thì nằm ở trên đây. Từ từ đầu xuống thì sẽ có là những cái video mà không có label ở đây nè, thì những cái video không có label ở đây thì là những cái video này á là video chuyên về giới thiệu về các lab trong cái khóa học đó, sẽ có những cái hands-on lab, thì tất cả những cái hands-on labs này mình đã trình bày lại ở đây. Tiếp theo là đến
Phần giải đề thì phần giải đề ở đây thì có một full test của Cloud Guru, gọi là nó gồm y chang test thật luôn, là gồm có khoảng 51 câu hỏi và ba cái lab, và kéo dài suốt thời gian đó là vừa vừa câu hỏi vừa có lab. Rồi tiếp theo thì sẽ có một cái giải đề chỉ có lý thuyết thôi, thì những cái từ Cloud Guru, từ Quizlet, từ AWS Academy thì chuyên lý thuyết thôi, khoảng 51 câu hỏi. Rồi tiếp theo đến một cái sample test. Cái sample test này là khi mà bạn đăng ký thi kỳ thi mà SOACOCHU ấy, thì nó sẽ cho bạn một cái link để mà làm về cái email của mình, để mình làm cái sample test này, nó cho mình credit mình thử. Bạn có thể hình dung được sau khi coi video này. Rồi mình sẽ làm một cái series tổng hợp về những cái kiến thức tổng quan. Ví dụ như là khi mà mình muốn học về cái kiến thức tổng quan, ví dụ như là về Cloud VPC đúng không? Khi mà mình coi cái AWS các course đó, nó rất là dài, nó rất là rộng á, mình phải coi rất là nhiều video. Nhưng mà mình sau khi mình coi một số resource của YouTube đó, thì mình thấy có một số cái kiến thức tổng hợp mà mình sẽ coi một hai video thôi là mình đã biết được toàn bộ rồi. Mình có tổng hợp lại là kiến thức tổng hợp ở đây. Thì nếu mà nếu mà có thời gian thì mọi người có thể coi thử, nếu mà phù hợp được thì hy vọng giúp ích được cho mọi người. Tiếp theo thì mình sẽ gặp một số cái chứng chỉ thi, thì đây là một số cái chứng chỉ mình đạt được sau khi mà mình nếu mà hoàn thành cái học ở AWS. Rồi, cảm ơn mọi người.